Đây là một con tem điện tử VNPT Check. Tem có chứa mã xác thực, được hiển thị dưới dạng mã QR code. Tem này sẽ được dán lên các sản phẩm như gạo, xoài, na, cam hay bưởi. Mỗi sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp trên thị trường chỉ được cấp duy nhất một mã QR. Thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dùng có thể quét mã QR này để kiểm tra, xác thực với các thông tin về nguồn gốc hàng hóa. Còn đối với doanh nghiệp, thông qua hệ thống giám sát, có thể biết được nơi nào nghi ngờ có tem giả, lô hàng xuất đi hiện đang được bán ở vùng nào và phân tích thông tin sử dụng của khách hàng. Với công nghệ tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa của VNPT Check, người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận biết được hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần nâng cao giá trị cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, tiêu dùng. Từ cuối năm 2018, công ty này bắt đầu ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc bằng việc ký hợp đồng với VNPT Vĩnh Long 1 triệu tem. Trung bình một tháng sử dụng khoảng 100.000 tem, tương đương với 2.000 tấn gạo. Theo doanh nghiệp, việc bỏ ra một khoản chi phí đầu tư hợp lý với những gì họ nhận được, bởi phần mềm này xác định được chính xác nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm được uy tín của doanh nghiệp và bảo vệ người mua hàng khỏi vấn nạn hàng giả, hàng nhái. Về cái chi phí bỏ ra để áp dụng cái tem truy xuất nguồn gốc này thì nó cũng thỏa đáng, tại vì mình giúp cho khách hàng tìm hiểu được cái sản phẩm của công ty nhanh chóng, từ đó giúp khách hàng tiêu thụ sản lượng của công ty tăng nhiều hơn. Bên cạnh đó, công nghệ VNPT Check còn có thể giúp cho công việc quản lý của các đơn vị nhà nước trong việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa được chặt chẽ hơn. Đối với nhà quản lý thì nó không chỉ là trên cái nông sản bán ra mà nó còn trên cây giống và những cái vật tư nông nghiệp nữa, thiết bị đầu vào. Vì vậy cho nên khi mà mình dễ dàng mình phát hiện được cái hàng gian, hàng giả. Công nghệ này còn góp phần làm tăng thêm sự tin tưởng giữa người bán và người mua, giữa doanh nghiệp và người nông dân. Chính vì vậy, việc bao tiêu đầu ra ổn định cho nông dân cũng được đánh giá là khả quan hơn. Thời gian trước thì mình không có truy xuất nguồn gốc thì mình khó chứng minh được cái việc mà nông dân mình thực hiện theo đúng quy trình sản xuất và cũng như chứng minh cái nguồn gốc giống cho doanh nghiệp. Thì hiện nay mình có cái truy xuất nguồn gốc, tại mọi thời điểm họ đến, họ đều có thể xem được cái nhật ký ở trên app phần mềm và họ tin tưởng là nông dân mình làm thật. Chưa bao giờ cán bộ quản lý nông nghiệp ở địa phương lại tự tin nói về sản phẩm địa phương và các canh tác của người nông dân như lúc này. Tôi cũng rất là tin tưởng cho các anh hợp tác xã. Thì nói thẳng là khi đặt hàng thì chắc chắn họ sẽ làm đầy đủ thủ tục cho cái người mua. Hiện nay là chúng tôi đang làm rất là mạnh. Và thực tế thì nông dân đã có đơn đặt hàng. Như vườn xoài này có bao tiêu quanh năm với mức giá ổn định. Việc canh tác bảo đảm chất lượng, ghi chép sổ sách đầy đủ thì không khác ngày xưa. Nhưng nhờ công nghệ thì mọi thứ giờ đã nhẹ nhàng hơn. Hồi trước kia thì mình muốn gửi thông tin thì kêu phải gửi bưu điện. Những giống như sổ sách hoặc cái gì cần gửi về trên chi cục á, thì phải gửi bưu điện hoặc gửi xe. Đó, giờ nó có công nghệ cao vậy đó, mình có điện thoại thông minh á, mình có công nghệ đó mình gửi nó rất là nhanh. Chúng tôi đã đơn giản hóa và tối ưu hóa tất cả để cho việc người nông dân có thể là những người có trình độ công nghệ thông tin không cao, chưa thể dùng điện thoại được, cũng có thể là sử dụng được phần mềm này một cách nhanh chóng và tiện lợi. Với người nông dân thì người dân có thể liên hệ trực tiếp với các đơn vị kinh doanh của VNPT tại các tỉnh thành đều có thể triển khai được cái giải pháp này. Và hiện nay thì VNPT đã triển khai giải pháp này tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc rồi. Hiện nay trên cả nước, giải pháp VNPT Check đã triển khai cho trên 5.000 doanh nghiệp với sản lượng tem lên đến hàng trăm triệu và được áp dụng rộng rãi trên nhiều đặc sản địa phương. Theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, tiềm năng phát triển nông nghiệp thông minh ở Việt Nam là rất lớn, nhất là khi ứng dụng các công nghệ cao như blockchain, big data vào sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm nông nghiệp. Việc hình thành các mô hình thông minh trong nông nghiệp là cần thiết, để từ đó nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các ứng dụng công nghệ. Từ đây, chuyện nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản Việt sẽ không còn là xa vời. Thưa quý vị, ngoài VNPT Check thì hiện nay rất nhiều ứng dụng truy xuất nguồn gốc hàng hóa có mặt trên thị trường Việt Nam. Để sử dụng, người tiêu dùng vào kho ứng dụng Google Play hoặc App Store để cài đặt và đăng ký tài khoản. Người dùng chỉ cần khởi động ứng dụng cần thiết, thông qua camera điện thoại để quét mã vạch sản phẩm và thông tin chi tiết sẽ hiện lên màn hình điện thoại sau vài giây.
Những thông tin đó có thể là nguồn gốc sản phẩm, đơn vị sản xuất, thông tin chi tiết sản phẩm, giá bán. Nếu sản phẩm bị làm giả hoặc sắp hết hạn sử dụng, ứng dụng sẽ đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng. Ngoài ra, nếu người tiêu dùng là khách hàng thân thiết của các trung tâm mua sắm, ứng dụng sẽ giúp biết được nhanh chóng các điều kiện được hưởng khuyến mãi của doanh nghiệp. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những ứng dụng truy xuất nguồn gốc được nhiều người sử dụng hiện nay. iCheck Scanner. iCheck giúp người dùng kiểm tra xuất xứ của mặt hàng định mua, qua đó có thể phát hiện hàng giả. Ngoài ra, ứng dụng này còn giúp người dùng có thể tìm kiếm địa điểm cửa hàng gần nhất, so sánh mức giá để chọn cửa hàng bán với giá rẻ hơn, cũng như thông báo các chương trình khuyến mãi vào các dịp lễ Tết. Chức năng chính của iCheck là giúp quét và xử lý tất cả các loại mã vạch hai chiều QR, kết hợp tương tác mạng xã hội, giúp người dùng nhận biết hàng thật, hàng giả dễ dàng. Trường hợp phát hiện hàng cấm, hàng bị thu hồi, hàng kém chất lượng, màn hình ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo cho người dùng. Giao diện của iCheck được đánh giá là dễ sử dụng, thao tác nhanh gọn. Ứng dụng hiện tại đã cập nhật dữ liệu sản phẩm, có các bình luận và hình ảnh phong phú hơn, đồng thời giảm dung lượng ứng dụng khi cài đặt. Barcode Việt là phần mềm kiểm tra mã vạch. Barcode Việt được cho là có khả năng nhận dạng được hầu hết các mã vạch của hàng hóa xuất xứ Việt Nam. Khi khởi động phần mềm, người dùng có thể sử dụng camera điện thoại để kiểm tra thông tin sản phẩm muốn mua và không còn phải lo lắng mua phải hàng giả hoặc hàng không chính hãng. GCheck là ứng dụng kiểm tra mã vạch được sử dụng khá phổ biến trên các thiết bị di động hiện nay, giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua vài thao tác cơ bản. Vietcheck là ứng dụng quét mã vạch sản phẩm, giúp người dùng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm với những sản phẩm có dán tem và bao bì mã hóa. Việc ra đời nhiều ứng dụng truy xuất hàng hóa như thế này sẽ cải thiện được niềm tin của người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp nâng cao được chất lượng sản phẩm, cơ quan nhà nước tránh thất thoát thuế quan, từ đó hạn chế được hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Chuyển động số của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp xin mời quý vị gửi về địa chỉ email chuyểnđộngso@thnd.com. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.